Vì Oanh biến mất không rõ tung tích, Hoa hậu Thu Hoài tỏ rõ thái độ ân oán năm xưa thế nào. Nữ ca sĩ Vi Oanh nổi tiếng không chỉ với vai trò nghệ sĩ mà tên tuổi của cô còn được nhắc tới trong không ít vụ việc gây náo loạn V-Biz. Suốt thời gian qua, những ồn ào đấu tố giữa ca sĩ Vi Oanh và bà Nguyễn Phương Hằng đã trở thành đề tài bàn tán của dư luận. Mới đây, Vi Oanh đã bất ngờ khóa toàn bộ trang fanpage và Facebook cá nhân. Hiện cư dân mạng không thể tìm kiếm những tài khoản mạng xã hội từng được nữ ca sĩ sử dụng thường xuyên trước đây. Trên thành công cuộc tìm kiếm của ứng dụng Facebook, các tài khoản chính chủ của nữ ca sĩ không còn xuất hiện. Thay vào đó là những nick ảo hoặc một số hội nhóm người hâm mộ và anti-fan. Có thể thấy, động thái mới này của Vi Oanh đang thu hút đông đảo sự quan tâm từ khán giả. Trong thời điểm nhạy cảm này, cộng đồng mạng cũng quan tâm đặc biệt đến động thái của Hoa hậu Thu Hoài, kẻ thù một thời của Vi Oanh. Tuy nhiên, theo quan sát, mỹ nhân này có vẻ không quá quan tâm đến sự việc ồn ào giọng ca đồng xanh, nàng hậu vẫn miệt mài chạy sâu giữa lúc thị phi bủa vây Vi Oanh. Giữa năm 2022, ca sĩ Vi Oanh đã có mặt tại trụ sở Tòa án Nhân dân quận 7, thành phố Hồ Chí Minh để làm việc về đơn kiện liên quan đến Hoa hậu Thu Hoài. Trước đó, vào tháng 7 năm 2021, Vi Oanh đã gửi đơn khởi kiện Thu Hoài và được Tòa án Nhân dân quận 1, thành phố Hồ Chí Minh thụ lý. Tuy nhiên, do Hoa hậu Thu Hoài thực tế cư trú tại một căn hộ chung cư tại quận 7, nên Tòa án Nhân dân quận 1 đã chuyển hồ sơ vụ án sang Tòa án Nhân dân quận 7 thụ lý theo thẩm quyền. Sau buổi làm việc tại Tòa án Nhân dân quận 7, ca sĩ Vi Oanh cho biết chị đã ủy quyền cho luật sư tiến hành các thủ tục cần thiết để khởi kiện bà Thu Hoài. Theo đó, Vi Oanh cho rằng Thu Hoài đã có hành vi đưa tin sai sự thật về cô khi công khai livestream trên mạng xã hội cách đây gần một năm. Nói chung, tôi không có ân oán gì với người này. Tôi có giúp hát miễn phí cho Thu Hoài một lần và một lần làm đại diện thương hiệu. Hiện phía bà Thu Hoài đã xóa hết các bằng chứng, nhưng luật sư bên tôi đã lập vi bằng trước đó rồi, Vi Oanh bày tỏ. Bên cạnh đó, giọng ca đồng xanh cũng đưa ra ba yêu cầu đề nghị phía Hoa hậu Thu Hoài thực hiện gồm: 1. Yêu cầu xin lỗi công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. 2. Gỡ bỏ video chứa thông tin xúc phạm, vu khống. 3. Yêu cầu bồi thường tổn thất về tinh thần theo quy định pháp luật. Trước đó, vào năm 2021, trong một livestream trên trang cá nhân, Hoa hậu Thu Hoài từng nhắc tên một nhân vật có tên Vi Oanh và bốc phốt việc người này đòi cát xê đi hát, tắc trách công việc. Đoạn livestream nhanh chóng được dân mạng chia sẻ. Nhiều người cho rằng nhân vật được Hoa hậu Quý bà Người Việt Thế giới 2012 nhắc tên không ai khác là ca sĩ Vi Oanh. Tại thời điểm đó, ca sĩ Vi Oanh ngay lập tức lên tiếng phủ nhận thông tin trên. Nữ ca sĩ khẳng định phía Thu Hoài tung tin sai sự thật. Sau đó, nữ ca sĩ tung hàng loạt tin nhắn cho thấy việc biểu diễn của cô tại sự kiện được nêu trên là do Thu Hoài mời. Bà này cũng đồng ý việc Vi Oanh mời vũ đoàn đến diễn. Đồng thời, qua tin nhắn cũng cho thấy quảng cáo là do phía Thu Hoài chủ động mời Vi Oanh. Đoạn video livestream của Hoa hậu Thu Hoài cũng bốc hơi không rõ nguyên do sau đó. Thời điểm đó, Hoa hậu Thu Hoài cô không có bất cứ phản hồi nào về việc bị Vi Oanh đâm đơn kiện, yêu cầu gỡ bỏ video đã livestream hay công khai xin lỗi nữ ca sĩ trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đến sáng ngày 2 tháng 6, bạn thân Trấn Thành chỉ chia sẻ dòng trạng thái chia sẻ bí kíp để cuộc sống không nhàm chán, vô nghĩa. Cụ thể, nàng hậu cho hay, có một bí quyết rất đơn giản giúp bạn không thấy cuộc sống nhàm chán hay vô nghĩa. Hãy bắt mình bận rộn. Khi mãi mê chiến đấu với công việc, kế hoạch, bạn sẽ không còn thời gian để dành cho những điều vô nghĩa hay thấy cuộc sống này nhàm chán bao giờ. Những ngày này, tôi đang bận tối mắt tối mũi với núi công việc ở cả công ty cũ và công ty mới. Áp lực có, mệt mỏi có, nhưng nhàm chán và thấy cuộc sống vô nghĩa thì không. Phần vì không có thời gian để than thở hay nghĩ về những điều tiêu cực, phần vì thấy được những nỗ lực của mình đang đem lại nhiều điều ý nghĩa. Cho bản thân, gia đình, trước tiên rồi tới những người tôi yêu mến, gắn bó. Cuộc sống chỉ thật sự nhàm chán và vô nghĩa khi bạn có quá nhiều thời gian để buồn vì nó. Qua những gì Hoa hậu Thu Hoạch chia sẻ, khán giả có thể hiểu cô đang ngầm nhắn nhủ rằng bản thân đang rất bận rộn và có muốn tốn thời gian vào những điều vô nghĩa, tiêu cực.